Ngay đây là vị trí của lô đất nha bà con. Bây giờ thì mời tất cả bà con chị mình tham khảo một vòng từ vị trí lô đất này ra tới ngã ba Mỹ Lộc, đường giao nhau với tỉnh lộ 835A nha. Trên đoạn đường mình đi qua đây có rất là nhiều quán cà phê, tạp hóa, sửa xe cũng rất là sung luôn nha anh chị. Hôm nay chợ xanh Hoàng Thịnh đi quay đây là ngay mùng 6 Tết. Có lẽ đường hơi vắng do buổi trưa cũng ít người qua lại. Vẫn trong những ngày nghỉ Tết của bà con chị mình, công ty xí nghiệp vẫn chưa hoạt động lại hết ha. Chứ những lúc bình thường, những cái đoạn đường này cũng khá đông anh chị và nhộn nhịp. Chợ xanh Hoàng Thịnh cũng xin nói thêm, từ cái vị trí đất á, anh chị ra tới ngay ngã ba Mỹ Lộc thì tầm khoảng mất 4 phút nha anh chị, đi xe máy. Rồi bây giờ thì đoạn này chợ xanh Hoàng Thịnh xin tua nhanh để anh chị khỏi mất thời gian nha. Xin mời anh chị cùng theo dõi tiếp cái đoạn đường mình ra tới ngay ngã ba Mỹ Lộc. Xin mời. Xin chào, chào mừng tất cả bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh Nhà Đất Chính Chủ Chợ Xanh Hoàng Thịnh. Hôm nay mình rất vui khi gặp lại bà con anh chị và các bạn trong cái video clip này. Cảm ơn bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn trong thời gian qua đã đăng ký và ủng hộ kênh cho mình. Việc đăng ký và ủng hộ kênh mà bà con anh chị đem lại là việc làm mà chợ xanh Hoàng Thịnh xin lấy đó làm niềm vui, động lực và hết sức trân quý tình cảm đó của bà con anh chị mình. Bà con anh chị vui lòng bấm đăng ký kênh miễn phí, ấn chuông thông báo để cập nhật được bất động sản mới nhất và sớm nhất nha. Mọi ý kiến đóng góp về nhu cầu bất động sản, cô chú anh chị xin để lại dưới phần bình luận để mình ngày càng có những sản phẩm hoàn thiện hơn. Chợ xanh Hoàng Thịnh mến chúc bà con anh chị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Rồi, tới cái đoạn này là mình ra tới ngay ngã ba rồi đó anh chị. Cái hướng này thì mình sẽ đi được ngã tư Xà Đôi ha. Và mình có thể ra quốc lộ 1A ngay chợ Gò Đen. Từ vị trí này anh chị có thể đi ra tới ngay quốc lộ 1A tầm khoảng 20 phút nha anh chị. Còn cái hướng ngược lại đây là hướng anh chị về trong trung tâm thị trấn Cần Giuộc, mất tầm khoảng 5 phút xe máy nha anh chị. Nếu anh chị không muốn vào trung tâm thị trấn Cần Giuộc, anh chị có thể quẹo mé bên tay trái để về thành phố ngay cầu Ông Thìn thì mất tầm khoảng 15 phút đi xe máy. Rồi, đây là con đường DH20 nha anh chị. Cái hướng anh chị đang xem là hướng mình về chợ Dạch Kiến anh chị, nếu mà anh chị quẹo phải. Còn nếu mà mình quẹo trái á, là mình về ngã tư chợ Trạm ha. Thì mình đi đây đó thì cũng mất từng 5-10 phút thôi anh chị, về các hướng đó. Và cái hướng ngược lại này là hướng mình về thành phố nha. Mình ra được ngã ba Mỹ Lộc như ở đầu video đó, chợ xanh Hoàng Thịnh đã chia sẻ cho anh chị rồi. Còn con đường này là con đường liên thôn Phước Hưng, Phước Thuận nha anh chị. Mình chạy thẳng một cái hướng này thì mình cũng có thể ra được ngay cái đường tỉnh lộ 835A, nhưng đoạn gần ngã tư Xà Đôi nha. Rồi, hôm nay chợ xanh Hoàng Thịnh xin chia sẻ cho anh chị một cái bất động sản nằm trên mặt tiền này. Và đặc biệt là nó rất là gần với cái đường DH20 ha. Mình sẽ bước vài cái bước chân là tới, khoảng chừng đâu đó 10 tới 15 mét thôi nha anh chị. Bây giờ thì chợ xanh Hoàng Thịnh xin đi bộ vào trong đây, rất là gần. Lô đất này là lô đất mặt tiền luôn nha anh chị. Xung quanh đây thì theo chợ xanh Hoàng Thịnh thấy thì cũng khá đông nhà dân cư ở nha. Hai bên đường rất là san sát nhau. Đặc biệt phía trên anh chị đang xem đó, trên màn hình đó là một trại dưỡng lão nha, đã nằm ngay khu vực này. Đường này thì bà con chị mình cũng đi ra được đường tỉnh lộ 835A luôn, nhưng mà hướng gần ngã tư Xà Đôi thì mình đi đây đó cũng mất tầm khoảng chừng vài phút thôi anh chị, 4-5 phút là tới. Và cái lô đất mà chợ xanh Hoàng Thịnh xin giới thiệu là lô đất này nha anh chị, đó vị trí cọc đó anh chị. Đây cũng là một cái mặt tiền cũng khá đẹp nha. Từ cái vị trí đó mình sẽ đi qua
cái vị trí cọc bên đây của cái lô đất mình là 7 mét nha anh chị, và mình thẳng sâu vào phía trong đó anh chị là 33 mét. Thì tổng diện tích của cái lô đất này là 231 mét đất thổ cư toàn bộ nha anh chị, và sổ hồng thì chính chủ cầm tay vì qua mùa dịch á, chủ cũng gặp khó khăn nên đành phải rao bán lại. Nếu bà con chị nào mà sở hữu được cái lô đất này thì cũng khá đẹp ha, khá ưng ý với cái thời giá của chủ đưa ra. Và lô đất thì vuông vức 733, mình cất nhà sau cũng đẹp hết anh chị. Chợ Xanh Hoàng Thịnh cũng xin công bố cái giá của chủ đưa ra luôn, đó là 1 tỷ 6 50 triệu, và còn thương lượng bớt lọc nha anh chị. Đặc biệt hơn nữa là anh chị sẽ gặp ngay chính chủ để thương lượng nha, không thông qua trung gian gì cả. Và cái hướng cuối cùng đây anh chị, cái cọc cấm đó, phía sau nhà vẫn có người dân ở nha anh chị, cũng khá đông đúc bà con mình hai bên và bên hông. Và cái cọc cắm cuối cùng của cái lô đất phía bên tay phải là ở vị trí này. Đây. Và đặc biệt hơn nữa là xung quanh được rào chắn bể lưới B40. Rõ ràng không có lấn cấn chuyện danh giới gì cả nha anh chị. Và cái khu đất này hiện được một người dân mượn để đổ những cái cây cọc cắm đây. Thì khi mà bà con chị mình sở hữu của lô đất này thì những người dân sẽ dời đi tất cả nha. Mình cũng khỏi phải lo cái chuyện này. Chợ Xanh Hoàng Thịnh thấy khoảng một đoạn nhỏ nhỏ khoảng 4-5 mét gì là có cái cọc cắm hết chị. Cọc cắm mình cắm để mình giữ ranh giới đất của mình. Cái giá đất của cái lô này thì cũng khá hợp lý đối với con đường này nha. Con đường 5 mét nhựa, trải nhựa toàn bộ sạch sẽ. Từ phía trước, mời bà con chị mình nhìn ra một đoạn phía sau rất là vuông vức, rõ ràng, không lấn cấn gì danh giới đất cả nha. Rồi, bao nhiêu cái thông tin cũng khá đầy đủ về lô đất này. Nếu anh chị nào quan tâm thì có thể gọi ngay số điện thoại chính chủ mà chợ Xanh Hoàng Thịnh để dưới góc phải màn hình đây. 1 tỷ 6 50 và còn thương lượng bất lọc cho bà con chị mình. Nhân dịp đầu năm mới, chợ Xanh Hoàng Thịnh cũng xin kính chúc cho bà con chị mình, những anh chị mua bán bất động sản có một năm mới thuận lợi, sức khỏe dồi dào, làm ăn thì ngày một phát tài và tấn tới hơn nữa ha. Cảm ơn tất cả bà con chị mình đã quan tâm theo dõi cái video clip này, và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những cái video clip tiếp theo nha.